Chào các bạn, mình tên là Phúc, mọi người có thể gọi mình là Phúc hoặc là Hedy. Đây là cái video đầu tiên của mình trên kênh này. Thực sự rất là hy vọng mọi người thấy thích video này và ủng hộ mình để mình có thể tiếp tục ra thêm nhiều clip hay hơn nữa. Cho bữa sáng nay thì mình đã quất một tô miến và một ống sữa. Để bắt đầu cho sáng hôm nay thì mình sẽ vẽ anh Steve trong phim Stranger Things mọi người. Hôm qua thì mình đã mất hơn 40 phút để tìm ảnh của anh Steve, nhưng mà cũng chẳng tìm được ảnh nào đẹp cả, cho nên là mình chọn làm một ảnh thôi. Thì mình chọn ảnh này. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy nó cũng hay hay. Không biết ở đây có bạn nào chưa xem phim Stranger Things chưa nhỉ? Phúc thì xem phim này cách đây cũng hơn một tháng rồi đó. Lần đầu tiên Phúc xem thì Phúc không hề ưa gì cái anh Steve đâu. Nói chung là nhìn thấy ghét ghét rồi. Nói chung là không ghét lắm đâu, nhưng mà hơi hơi ghét thôi. Nhưng mà không hiểu sao ông đạo diễn ông ấy ngang ngược như thế. Ông ấy tự nhiên biến một cái thằng bad boy, một cái anh bad boy trở thành một cái anh good boy. Thế là bây giờ nhìn mọi người không có ghét nổi luôn, nhìn thấy cưng xỉu đấy mọi người ạ. Ok, thì mình cũng đã vẽ được cái background của cái bức này rồi. Mình chán mọi người ơi. Thế nên mình sẽ kết thúc video này tại đây. Xin chào mọi người, bye bye. Đùa thôi. Ok. Để tiếp thêm sức mạnh thì mình sẽ phải pha một cốc xe sủi. Gì mà nổi trời đất ơi. Ê, để xa đánh ra nha. Không mà nó sẽ sụi cái bọt lên tay của mình. Làm hỏng cái tranh của mình. Ôi dồi ôi, cái cam của mình nó lóa kìa. Thôi được rồi, quay lại vẽ thôi nào. Bây giờ là 11:20. Hello. Thì mình mới ăn cơm xong. Ổn chưa? Nhìn cũng được phết. Thì là trong cái thời gian mà mình sạc máy để chờ cho pin đầy thì cũng đã vẽ xong cái phần mặt rồi. Bây giờ chỉ cần phần là phần là cổ, tóc, áo là xong. Ok. Và đây là thành quả của mình sau sáng nay. Thì mình tính là mình sẽ không đi ngủ đâu. Nhưng mà nếu như vậy thì mình sẽ bị stress và mình sẽ vẽ xấu. Nên là mình quyết định mình sẽ đi ngủ để làm mới cái não của mình. Hello mọi người. Bây giờ là 1:12 và mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt cái tranh này. Bop 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 b
Xong rồi mọi người ơi. Từ từ để mình bật camera cho mọi người xem mà hoàn hảo. Ba giờ 36. Từ 7 giờ đến 3 giờ 36 bao nhiêu? 8 tiếng. Trừ đi 30 phút với mấy phút mình ăn cơm đấy. Là 8 tiếng. Trời ơi, bực như thế này. Thôi thì cũng ok. Đây mọi người ơi. Để mình lột băng cái nha. Đây này. Cái cuộn này này mọi người này, cái cuộn này này, mặc dù nó ít nhưng mà nó gọi là dính. Mình dán cái băng dính này mọi người, chưa bao giờ mà mình xé ra mặt tóc giấy. Nhưng mà cái này này, trời ơi, hôm trước mình xé cũng có một bức hơi tróc tróc một xíu rồi. Hôm nay này nhưng không sao, lát nữa mình sẽ cắt nó ra. Ok. Thì chuyện là mình nhìn vào ảnh gốc nhá. Ảnh gốc ở đây thì nó sẽ có một cái đường này đúng không? Thì đây là cái bờ tường ấy. Steve với Dustin đang trốn trong cái bờ tường này đúng không mọi người? Thì đáng lẽ ra là trong cái tranh của mình cũng sẽ có một cái tường này. Nãy thì mọi người cũng thấy là mình có chừa một đoạn băng keo để mà làm tường rồi đúng không? Nhưng mà sau đấy thì mình quên mất và cắt mất cái phần tường rồi. Thì đây là thành quả sau 8 tiếng đồng hồ của tôi. Nhìn nó cũng được mà đúng không mọi người? Ok. Bây giờ mình sẽ vẽ tiếp nha mọi người. Tất nhiên mình sẽ vẽ bức này theo phong cách tranh của Van Gogh. Thì mình đã phát xong rồi, chắc là không mọi người không thấy gì đâu nhỉ. Bây giờ mình sẽ tô màu. Trước lúc tô thì mình cũng đang nghĩ là cái bức tranh của mình sẽ có nét giống giống tranh của Van Gogh, nhưng mà đến khi mình tô lên rồi thì thấy nó cứ sao sao mọi người, nó chả giống gì hết. Thì cái máy quay của mình ấy mọi người, nó rất là vướng, cho nên là nó khiến mình không thể vẽ một cách bình thường được. Nên là mình quyết định cho nó nghỉ ngơi. Trong lúc cho máy nghỉ ngơi thì mình cũng đã hoàn thành cái bức này rồi. Đấy, mình vẽ xong rồi. Bạn bây giờ bao nhiêu? 5:50. Thì mọi người nhìn nhá, đây là tranh của mình này. Và nó chả giống phong cách tranh của Van Gogh tí nào hết. Nhưng mà thôi kệ đi, mình có cái này hay hơn này. Thì đây là tranh của mình đúng không? Và đây là một cái vòng xoáy gì đấy. Ok nhá, bây giờ thì mọi người hãy nhìn chằm chằm, cứ nhìn thẳng vào cái tâm của cái vòng xoáy xoáy đấy. Rồi sau đấy thì mọi người hãy nhìn vào tranh của mình, thì mọi người sẽ thấy có một cái hiện tượng rất là hay luôn. Ok. Thì trên mạng mình thấy người ta làm cái kiểu này này, nó ảo lắm. Nhưng mà đến khi mình làm thì thấy nó cứ sao sao ấy. Hello, mình đã quay lại rồi đây. Bây giờ là 8 giờ rồi. Ok, thì bây giờ mình có cái trò này khá là hay. Bây giờ thì mình sẽ vẽ lên những cái ca sĩ Âu Mỹ nổi tiếng. Và mọi người hãy đoán thử xem họ là ai nha. Ok. Được rồi, mọi người thử đoán đây là ai. Không được giống lắm. Nhưng mà mình nghĩ là nhìn với cái bộ trang phục và cái ngoại hình thì mọi người có thể đoán. Tuấn Cùi. Ok, bây giờ mình vẽ tiếp nhé. Rồi, ai đây? Đến đây thì có lẽ mọi người không đoán được ai rồi đúng không? Ai? Ai? Sia. Ok, bây giờ thì mình sẽ vẽ thêm một người nữa.
mình đố mọi người đây là ai đấy. Đây là một người mà mình cực kỳ mê luôn. Billie Eilish. Rồi thì nên kết thúc tại đây thôi. Bởi vì đây là ba cái người mà mình thấy có cái đặc điểm nhận dạng nổi bật ấy. Cho nên là kể cả khi mình vẽ ra không có giống thì mọi người cũng có thể đoán được đại khái đó là ai rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ thêm những cái khác nữa nha. Mình sẽ vẽ cái này. Mình chán rồi mọi người ơi. Không phải là mình chán vẽ mà là mình chán vẽ cái tranh này. Mình chán vẽ cái kiểu mà tả thực này rồi. Bây giờ mình muốn vẽ cái kiểu mà vẽ nhanh nhanh ấy. Nói chung mà cái gì cũng được chứ đừng có vẽ tả thực nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ vẽ mấy con bướm này. Ở đây, đây là giấy việt trì. Cái giấy này khá là vintage cho nên là cũng hợp để vẽ một con bướm đấy. Mình sẽ vẽ và dán nó lên trên từng kia để co phòng. Cuối cùng thì cũng đã xong rồi mọi người ơi. Bây giờ thì mình chỉ cần đi lại nét bằng cái bút line này nữa là xong. Lúc đầu thì mình định tô màu nhưng mà sau thấy nếu mà tô màu ấy thì nhìn nó sẽ không còn được vintage như khi mà mình để đen trắng, cho nên là mình sẽ đi lại bằng bút lai nha. Cái lưng mình nó đau lắm rồi. Nếu mà như Hạ mình nói thì 24 giờ vẽ thì tức là tận 6:30 ngày mai thì mình mới bắt đầu đi ngủ đúng không mọi người? Oh no, không thể được đâu. Tóc nhìn như Hồ Quang Hiếu nhá. Xúc phạm Hồ Quang Hiếu. Bây giờ là 1 giờ sáng rồi. Và mình chỉ mới vẽ được có chừng này thôi. Mình thực sự rất là buồn ngủ rồi các bạn ạ. Cho nên là mình sẽ để đến sáng mai để vẽ tiếp nha. Ok. The next day. Mình quay lại rồi đây. Và đây là của hôm qua. Sorry mọi người, lóa sáng. Ngoài trời đang sắp mưa mọi người, cho nên là gió rất là to. Cái rèm cửa nó cứ đập vào cái cửa sổ kia bạch thôi à. Đáng lẽ ra là mình phải quay hồi sáng rồi mọi người, nhưng mà bởi vì là chiều nay thì mình có một ca học thêm toán, cho nên là mình không thể quay được. Mình phải chép bài bởi vì mình đã làm bài tập đâu. Một lần cách đây không lâu thì trong một tiết toán bình thường thì tự nhiên cô lại nổi hứng lên kiểm tra vở bài tập các bạn ạ. Thì tất nhiên rồi mình đã làm bài tập đâu. Sau đấy thì cô gọi thẳng về cho mẹ mình luôn. Mọi người cũng biết được cái kết quả như thế nào rồi đúng không? Cho nên là từ đấy trở đi thì mình không bao giờ dám không làm bài tập mà vẫn đi học nha mọi người. Rén cô giáo dạy toán. Đẹp đúng không? Và đây là thành quả sau 5-6 tiếng đồng hồ rồi đấy. 6-7 tiếng nữa chứ. Nhìn nó cũng vintage. Thì đây là tất cả các tranh mà mình đã vẽ trong ngày hôm nay. Steve Stranger Things. Bãi biển phong cách Van Gogh. Tranh bướm. Và chắc là cái clip của mình cũng sẽ dừng lại tại đây thôi. Bởi vì là nó cũng khá là dài rồi. Với lại là mặc dù là 24 giờ vẽ nhưng mà chỉ có 3 tranh thôi. Với vẽ mấy cái vặt linh tinh. Nhưng mà nói chung là 3 tranh thì cũng có 2 tranh khá là chất lượng. Là tranh anh Steve và cái này con bướm hồi nãy. Ok. Và cái clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình nha. Ok. Bye bye. Xin chào cô chú đi xa. Chào tạm biệt cô chú đi nào con. Xin chào cô chú.